Chương trình nghệ thuật hội họa với Nguyễn Đức Cường xin hân hạnh được tái ngộ với quý vị khán thính giả. Hôm nay chương trình hội họa của chúng ta sẽ vẽ một đề tài về mùa thu, bởi vì mùa thu đang đến trong thành phố Houston của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một hồ thu, một cái mặt nước hồ và có những cái cây ở trên bờ hồ. Bây giờ quý vị đang nhìn thấy trên màn ảnh, chúng ta đang có hai màu, một xanh đậm và một xanh nhạt. À, cái màu xanh đậm này á, lát nữa chúng ta sẽ dùng để làm cho cái bóng ở trên mặt hồ. À, và cái màu xanh nhạt, tức là cái mặt nước ở trên cái mặt hồ, chúng ta sẽ làm cho những cái gợn sóng lăn tăn. À, bây giờ bắt đầu chúng ta vẽ một cái cây mà cái cây đó nó ở trên bờ hồ, nó gần phía của chúng ta. Nguyễn Đức Cường đang vẽ cái thân cây, nó vươn ra ngoài cái mặt hồ. Trên thực tế thì có những cây nó đứng thẳng, có những cây nó nằm nghiêng, nó vươn ra hồ. Mình thấy là những cây mà đứng thẳng thì đôi khi nó cũng không có được, trông nó không có được thích mắt lắm. Thì hôm nay chúng ta sẽ vẽ một cây nằm nghiêng, nó vươn ra về phía hồ. Thì vươn nó như thế nào thì chúng ta cứ cứ tùy chúng ta muốn cho nó vươn theo một cái góc độ nghiêng nhiều hay là nghiêng ít tùy chúng ta. Và cái thân cây nó to tới cỡ nào cũng tùy chúng ta. Thì bây giờ chúng Đức Cường đang gia tăng cái độ lớn của cái thân cây. Đó, thì có lẽ là mình vẽ một cái thân cây to trông nó đẹp hơn là một cái thân cây bé. Rồi đó mình làm cho nó to to một chút ha. Đó, bây giờ chúng ta thấy nó khá lớn rồi. Thì những cái cành này chúng ta sẽ vẽ đi theo những cái đường ngoằn ngoèo. Có nghĩa là không có cành nào mà nó đi thẳng cả. Đại đa số những cái cành là nó đều đi theo một cái đường lối rất là cong queo của nó. Thì lát nữa đây, những cái lá cây nó sẽ che bớt rất là nhiều những cái cành này. Chúng ta vẽ là vẽ để cho nó có thôi. Chứ lát nữa những cái bụi lá nó che đi rất nhiều. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ những cái bụi lá. Thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ vẽ trước bằng một cái bụi lá màu màu hồng, là bởi vì lá cây về mùa thu đó thì nó sẽ bị gọi là ngả ra màu vàng và đôi khi nó ngả sang cả màu hồng nữa. Đó, rồi chúng ta sẽ vẽ những cái lá như thế này. Dĩ nhiên là bây giờ trông nó chưa có ra là lá cây lắm đâu. Chúng ta chỉ có vẽ những cái phần chính của cái bụi lá mà thôi. Lát nữa chúng ta đi vào chi tiết, chúng ta tô điểm thêm những cái nét chấm phá. Thì khi đó nó trông nó mới ra là những cái lá cây. Cái phần này ở trong hội họa người ta gọi là dặm màu. Tức là mình dặm thêm vào những cái màu để mình lấy cái nguyên liệu về cái background. Cho đến khi nào mà chúng ta dặm xong, chúng ta mới đi vào chi tiết. Ở Houston, ở trong cái vùng xứ nóng của chúng ta thì ít khi nào chúng ta nhìn thấy những cái cây mà nó ngả màu màu vàng hay màu lá cây màu hồng khi mà về mùa thu. Nhưng mà nếu quý vị nào mà đã đi về phía đông bắc thì chúng ta thấy là về mùa thu cây cối nó trổ ra rất rất là nhiều những cái lá vàng. Và dĩ nhiên có những cây nó trổ ra những cái lá màu hồng, màu đỏ như thế này. Nhưng không phải là tất cả những cái lá nó đều ngả màu vàng cả. Còn một số những cái cụm và lá nó vẫn mang cái màu xanh. Sau đó lát nữa chúng ta sẽ lại cho những cụm lá đó vào.
khi mà cho những cái cụm lá mà nó có cái màu đỏ như thế này vào, chúng ta cũng lại cho cái family của nó, có nghĩa là những cái màu nào mà nó đậm hơn chúng ta lại cho cái màu đỏ đậm, gần như là màu nâu. Để mà làm tăng thêm cho cái sự mà cái chiều sâu của những cái phiến lá. Quý vị thấy là Nguyễn Đức Cường đang vừa mới đổi sang màu đậu, màu nâu đậm hơn nữa. Bây giờ chúng ta lại quay về cái màu nâu nhạt. Chúng ta cứ thế quay đi quay lại, nâu đậm, nâu nhạt, rồi sang màu hồng. Đến khi nào mà chúng ta cảm thấy là cái phiến lá, những cái chùm lá mà chúng ta đang vẽ nó đã đạt được cái màu mà chúng ta muốn thì đó mới thôi. Thế thì quý vị mới hỏi là làm thế nào mình biết được đến khi nào chúng ta đạt được cái gì chúng ta muốn. Cái điều đó rất là khó nói, khó giải thích. Bởi vì con mắt của chúng ta nhìn thì thấy là nó được thì nó được, mà nó chưa được thì nó chưa có được. Do đó cho nên nếu mà nói là được rồi hay là chưa được thì cũng là một cái sự chủ quan mà thôi. Bây giờ như Nguyễn Đức Cường nói với quý vị hồi nãy là chúng ta sẽ có những cái bụi lá màu xanh, có nghĩa là nó chưa có bị ngả sang ra cái màu nâu, chưa có bị ngả sang ra màu vàng, thì vẫn gần đang cho những cái khoảng màu xanh vào đây. Thì quý vị mới thấy những cái nét cọ của Nguyễn Đức Cường đang dặm ở trên cái miếng canvas này. Quý vị mới hỏi là có nhất thiết là anh phải vẽ, khi mà tôi vẽ như anh nói thì có nhất thiết tôi phải vẽ nhanh như anh đang vẽ không? Thì câu trả lời là không nhất thiết là phải vẽ nhanh như vậy. Sở dĩ Nguyễn Đức Cường phải vẽ nhanh như vậy là vì chương trình của chúng ta chỉ có 30 phút thôi. Do đó chúng ta phải vẽ cho nhanh để cho xong cái bức tranh. Còn khi mà quý vị ở nhà vẽ một mình thì quý vị có rất nhiều thời giờ, quý vị cứ việc chậm rãi để mà tô điểm vào những cái chùm hoa, những cái chùm lá cho nó chính xác. Tại vì Nguyễn Đức Cường thì vẽ cái này nhiều rồi, vẽ quen rồi, do đó thì mình biết là những cái cọ cần phải đặt vô đâu. Nguyễn Đức Cường vẽ rất là nhanh. Nhưng quý vị cứ việc chậm rãi, chẳng hạn như thế này, quý vị chậm rãi vẽ như thế này. Đó. Đó là cái vận tốc bình thường của một người vẽ. Thế nhưng mà mình có thể, khi mình vẽ quen rồi thì mình vẫn có thể là vẽ nhanh, gia tăng cái vận tốc lên. Thì cái nét cọ nó đi nhanh á,
nó có cái lợi mà có cái hại. Cái lợi là cái chỗ là nó làm cho người xem, nó làm cho cái người nhìn cái bức tranh, người ta nhìn thấy cái vận tốc của cái nhát cọ, có nghĩa là nó có cái speed, nó có cái sự mà linh hoạt, nhanh nhẹn, yêu đời ở trong đó. Còn nó có hại, nó hại cái chỗ là nhiều khi mình không có điều chỉnh được, mình không control được cái ngoài bút của mình, đâm ra mình vẽ những cái nét nó sai. Cho nên cái gì cũng phải tập, chúng ta cứ tập viết rồi nó làm được thôi chứ không có gì cả. Đó, quý vị thấy đã có những cái bụi lá mà nó còn mang màu xanh, nó chưa có bị ngả sang màu lá úa, cũng giống như là những cái người lính trước khi mà đầu hàng, chưa có chịu ngả ra mà chết, như là những cái lá như là những cái lá vàng vẫn còn tử thủ ở trên cành. Cứ mỗi lần vẽ những cái lá màu xanh thì Cường hình dung ra là những cái người mà rất là kiên trì, rất là kiên cường, can đảm, vẫn còn hoài vọng lại một chút sống sót ở trên những cái cành lá. Đó, thì bây giờ chúng ta nên để cho những cái lá cây nó nằm như thế, hay là chúng ta blend? Vì mình đang bị phân vân giữa hai quyết định, một là mình blend nó vào, hai là mình để như thế này, không biết là làm thế nào nó đẹp hơn. Nhưng thử blend xem làm sao. Nếu mà blend không được thì chúng ta undo, chúng ta làm lại, không có gì cả. Thì chúng ta dùng cái blender sửa lại cho cái size của cái blender nó nhỏ lại một chút. Đó, để chúng ta dễ blend. Đó, khi mà blend thì cái effect của nó là như vậy. Quý vị đã từng thấy Đức Cường dùng cái blender này nhiều lần rồi, chúng ta biết là khi blend thì nó sẽ ra những cái effect là những cái màu bên cạnh nhau nó sẽ được trộn lại, nó sẽ cho ra những cái sắc thái mơ hồ hơn, nó không có trần trụi như là khi mà cứ màu nọ đặt màu kia mà không có cái sự mà trộn lẫn thì nó rất là trần trụi. Mình đang blend nó lại như vậy. Khi blend xong chúng ta lại quay lại cho những cái màu sắc vào, có nghĩa là chúng ta có cái combination giữa cái sự mà misty, tức là trộn lẫn, và những cái riêng biệt. Cái riêng biệt đó chúng ta sẽ cho vào sau. Cái lý do mà chúng ta muốn cho hai cái sự khác biệt, cái contrast, cái sự khác biệt giữa cái sự misty, tức là trộn lẫn, vào với cái sự mà rõ rệt, là bởi vì những cái vật thể mà chúng ta thấy hàng ngày nó cũng là đều do hai cái sự trộn lẫn nó mà ra. Những cái vật không được focus, tức là không có được hội tụ, không có được rõ rệt, thì nó rất là mờ, nó rất là mờ ảo. Còn cái vật mà chúng ta nhìn kỹ, hoặc là nó ở gần chúng ta hơn, cái ống kính nó hội tụ cái đó nhiều hơn, thì cái vật đó nó rất là rõ. Những cái vật quanh ta hàng ngày nó đều tuân theo cái định luật đó cả. Tức là sự mờ và sự rõ luôn luôn đi chung với nhau.